Như vậy là sắp đến ngày lễ Halloween rồi các bạn ơi. Hôm nay mình là bò bò lâu sẽ nhận trách nhiệm đi tìm những quả bí ngô thật là đẹp để về chơi Halloween đấy. Các bạn cùng mình lên đường tìm những quả bí ngô thật đẹp nhé. Từ nhà đến khu vườn của những quả bí ngô thật là xa. À đây rồi, những quả bí ngô màu vàng rất đẹp. Mình sẽ chọn ra những quả đẹp nhất để về làm mặt hề Halloween đấy. Ồ, có những quả bí ngô màu vàng và những quả bí ngô non màu trắng đấy. Mình sẽ chọn những quả màu vàng để làm mặt hề, còn những quả màu trắng mình sẽ làm mặt nạ cho các bạn. Hãy cùng mình tìm những quả bí ngô đẹp nhất nhé. Khu vườn ở đây thật là đẹp, cây xanh bóng mát và rất nhiều quả bí ngô. Đây rồi, một quả đầu tiên. Còn đây là quả thứ hai mình chọn. Còn quả này thì sao? Tại sao bí ngô lại màu trắng nhỉ? Chắc là đây là một quả non. Quả này mình sẽ lấy về để làm mặt nạ cho các bạn. Những chiếc mặt nạ thật là ngộ nghĩnh. Mình sẽ chặt quả này. Vậy là xong rồi, mình đã xếp đầy một xe những quả bí ngô. Bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi. Mình đang nghĩ là sẽ làm mặt nạ hình gì đấy. Thử nghĩ xem làm những chiếc mặt nạ thật là đẹp cho các bạn của mình nhé. Mặt nạ hề hay mặt nạ ác quỷ hay là mặt nạ siêu nhân. Chào các bạn, mình đã về tới nhà rồi. Đây là lông trại của chúng mình đấy. Chú nghe thê nói: Wow, bạn bò trở về rất nhiều quả bí ngô. Chúng ta tha hồ chơi Halloween rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khắc quả bí ngô hình mặt hề nhé. Những quả bí ngô màu vàng thật là đẹp. Để xem ai khéo tay hơn nào. Vì đây là lần đầu tiên chúng tớ khắc quả bí ngô cho nên chúng không được đẹp lắm. Có hai quả bí ngô màu vàng thôi, nhưng như vậy là chúng ta cũng đủ chơi rồi. Hi hi, trông chúng khá là đẹp đấy chứ, cũng không đến nỗi nào. Thank you.
Còn những quả bí ngô màu trắng thì sao? Đây rồi, chúng mình sẽ làm những chiếc mặt nạ để cho các bạn đeo vào. Các bạn thấy chúng mình vẽ có đẹp không? Một chiếc mặt nạ rất hài hước. Đây sẽ là chiếc mặt nạ cho bạn ngựa. Còn đây là chiếc mặt nạ cho bạn bò. Hi hi. Còn đây là chiếc mặt nạ cho bác Messi. Vì chúng mình thiếu bí ngô cho nên không thể làm hết được mặt nạ cho các bạn. Bạn bò sữa và hai bạn lợn cũng tỏ ra không thích thú với mặt nạ cho lắm. Các bạn thấy sao? Như vậy là nông trại vui vẻ của chúng tớ sẽ đón một ngày Halloween thật là vui. Các bạn có thấy thế không nào? Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho nông trại vui vẻ của chúng mình nhé. Bye bye! Hẹn các bạn ở những video sau.